Rồi. Ai chà, cũng ra gì mà lại nọ thế đấy. Còn nhiều nước vào thùng ơi, đừng để nó cháy nồi nữa. Luôn cả ngày. Ok nhanh. Mình đang nằm ngay hạnh. Của bà nằm lành dữ quá bà đi. Đi đây xưa. Chuột chín. Chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình đi lấy củi anh em ạ. Chào tất cả anh em nhá. Thân mùi. Anh em con mèo nó cứ làm ổ đây để mấy lứa rồi anh em ạ. Họ bảo là con mèo ở trong nhà đen quá nên anh em mình chuyển cái này đi này. Anh em mình mang đi làm củi ở nhà chung luôn. Còn ba chân của anh em mình đã đến. Xe này là xe hàng nặng. Máy làm mát của nó căng đấy nhỉ. Con này phân cuối lớn ăn đấy. Con này phải như là 1.000 con thôi. Con gì à? Ồ, ừ, có ăn, có ăn. Thì con rắn sao ấy? Cho anh em bụng ra hết đấy. Em thương ạ. Huy. Đúng rồi, đừng ngủ chứ làm chứng minh. Này, cắt cơn này hay. Ăn cái tháo ơi. Xìm cá cũng bắt đi. Anh em rất hồi hộp không biết sẽ có con gì đây. Chú anh bảo có con rắn. Biết có khó không? Được rồi, có rắn không? Hay là có con ếch đây. Chú anh hồi đấy thì gì cốp á. Đúng rồi. Cốp với ếch lạ thì chú. Chú ăn suốt. Ăn chán rồi đúng không? Không có con gì rồi. Cái gì chú anh ạ? Chú anh chắc nói không, tới nó vào đây mà từ từ đã. Để lấy cho ra. Ô con chắc là con này thôi. Con cóc nhỏ này này, gầy thế con cóc này. Thế nó như con rắn nào thôi à? Con là tắc kè, tắc kè. Đập luôn nhá. Cái này vứt ra ngoài luôn đi chú anh. Cái gì chú anh ạ? Hai nó ở trong cái hai tấm ván nhỏ kìa. Vứt ra để tốt luôn. Có ăn rồi. Ồ, bắt nó. Cứ anh ơi. Có bữa trưa rồi. Có ăn rồi. Đấy. Ui. Ôi chết rồi, đứt đuôi. Chết. Rồi thôi. Dứt rồi, không có ăn rồi. Sao đuôi nó mỏng thế nhỉ? Con gì? Không lấy. Mỗi cái đuôi làm gọi. Bật tôm ác, chống đời ác này này. Đây là quá. Cho chứ. Rồi, anh em mình hôm nay là anh em mình nhồi pịa nha anh em nhá. Rồi, pịa gì anh em ạ? Pịa quả ví anh em ạ. Quả này anh em mình chắc phải đổ thêm ít nước vào nhỉ. Mình chơi pịa siêu đắng đúng không? Đúng rồi. Pịa mật à? Pịa mật hôm nay. Hay là để cho chú anh ăn không cái mật đấy. Luộc cái này gì? Thôi để luộc không luộc vào thôi, nó để nó vừa vào thì vừa thôi nhỉ. Luộc vào trong kia đây. À giờ này chú cũng tỉnh ra, chắc là quả này nhỏ đúng không? Không, mình phải chéo vào đấy thì nó mới không. Hôm vừa rồi mình hình như quả này nhỏ, không biết có nhồi được hết không. Có chứ. Chú anh ơi, lấy hạt gì không? Thơm là thơm không? Cũng phương phức. Thơm mà phương loại này. Chú anh ạ. Loại này bí thơm.
móc ruột. Cái này là của dê nha anh em nhé. Anh em mình đi chợ mà mua về hổ lốn để làm pịa thì họ cho như này. Hết luôn. Tí nữa anh em mình làm nhỏ mỏ ra, tí nữa anh em mình lấy bát đũa anh em mình ăn ở trong này luôn, cả nước cho nó đầy vào luôn. Rồi anh em mình hấp như hôm nọ ấy. Quả pịa siêu khủng. Bí pịa, bí pịa. Hay là đi ra ngoài đường nhặt thêm vài cái vào cho nó ai hay nhỉ. Trong tủ còn không cho anh ơi? Chú anh còn pịa đông lạnh không? Pịa này cảm giác nó làm à lòng của nó này, lòng nó cho gan nhiều sao đúng không? Gan nhiều. Gan nhiều đúng không? Gan nhiều nó không ngon mấy đâu anh em, nó bị bùi mất đấy. Nó phải lòng nhiều ấy. Gan là phải nướng, lòng là phải nướng. Gan à, gan. Gan nhiều thì nó nghẹn. Phước không bao bì chưa? Cái này hả? Cho bao nhiêu gừng không em thơm? Cho nhiều chưa? Hết chưa? Có hết. Không đúng làm cháy cái nồi này chết tôi rồi. Có phải em làm đâu? Chế nói nữa. Sau này đi sau này. Đi, nào chúng ta ăn. Còn mẹ ướt rồi là ăn thêm ăn đây. Cái này lòng non. Ngon mà đúng không? Ngon. Cái chú Dũng bảo mua là cái này là phèo nhỉ? Cái này là phải đi đặt phòng mới có đấy. Cái kia là không phải phèo đâu quá. Cái kia phèo. Như kiểu chế. Chế với cả phèo. Chế của con lợn ấy. Cái đấy. Cái kia bị nộm mà nộm chanh ăn đúng không? Đúng rồi, cho đầy chanh ấy đúng không? Ừ. Chanh với cà chua với thật nhiều ớt đúng không? Thơm ơi, thơm ơi. Ăn hít vào đây. Xiên thôi, xiên có được không? Xiên nó ba con. Không có hít đâu, chú anh ạ. Rồi, cái ngon nhất của ngày hôm nay chỉ là cái này thôi anh em ạ. Pịa siêu đặc. Không có mấy anh em mà lấy pịa nhiều lắm. Ít nhỉ? Ít thật. Cái này mua ở ngã ba, không phải ở Trường Sinh. Trường Sinh thì được nhiều pịa hơn. Nhưng mà Trường Sinh thì cái này bán đắt hơn. Cần 100.000. Thơm ơi, bán ớt, em xuống đây. Cái này rẻ hơn tí. Mùi mì xuống đây em Thơm ơi. Ok, mùi mì đi. Vâng. Ý. Rồi. Để cho đây đi. Cho đây được rồi. Đây nha. Ý, anh em mà. Thấy mỏng. Thấy mỏng đúng không? Pịa. Thấy mỏng pịa thật nè, nhưng mà thôi đây được. Thôi anh em mình bù viên ớt vào nha. Muốn mì xuống dưới chưa đây? Ok. Cái miếng nhé chứ không? Cái này phải cho nước nhiều đấy. Mình làm canh này. Canh hổ lốn đúng không? Canh pịa. Hổ lốn pịa. Ok rồi đấy. Hết rồi. Không ngâm đủ. Ít nè. Đi mình lại cho thêm hơn lúc. Rồi ok. Rồi ok. Rồi. Có anh khẩu không? Hả? Giờ mình ô mất tặng cái pin không? Ừ. Thế thì chỉ cần mình phải giờ hai khẩu thì văn văn phút. Hey.
Cho vào anh em. Chắc chưa ai làm kiểu pịa nhồi vào như này như mình đâu nhỉ? Đi lấy lọ nước đi. Mấy anh em ở miền Nam thì chắc là không bao giờ làm rồi, mình không ăn pịa rồi đúng không? Mình nhồi kiểu này thì ấy. Oh, wow. Nước lên chú Vinh nhỉ. Ngao ngao. Nước sau rồi đúng không? Ừ, nước sau. Ai da. Ngày xưa có cái này như thế này thì nhất rồi đấy nhỉ. Rồi. Nhất là cắt cơn tivi rồi đấy. Dạ. Ừ. Biết cắt cơn tivi nhỉ. Cắt cơn tivi cho ăn có ba con cá rồi à? Ừ, thế thôi, ba con cá. Mới rồi thôi. Đây. Để là mật này cho cả cuống này. Tí anh em mình cắt cơn tivi luôn đúng không? Cho cắt cơn tivi lên. Lâu lắm rồi chú anh không được thưởng thức món pịa to đúng không? Ờ. Mật đấy. Hôm qua hôm kia chú anh ăn pịa tiêu ô mà. Lớn tiêu ô vào mà bác Vinh. Quả này mật mà. À, cả cuống mật gì mà hành thì chỉ có thịt lợn nó mới cho được rồi đấy, đủ hết vào rồi ý, cũng đầy luôn, chắc là nước ít rồi chú anh ạ. À, quả này hơi bé được mà, vẫn được mà, uống đầy mà. Quả này ngon đấy nhở? Không, thoải mái, mình cho nước vào trước tí, mình không biết gì. Nước đây, nước đây. Ít cũng được kiểu ơi, tí nước trong quả này còn ra ấy. Không có mấy đâu. Ra đâu bác Vinh ạ. Phải cho đầy vào đấy, để nó khô đấy. Phải cho đầy vào. Nó chỉ có nước phò nó ra thôi. Cái này nó chín. Bây giờ anh em mình chờ nước bác Khánh rồi, mình đổ cái này là đổ nước vào nha anh em ạ. Đợt này anh em mình đổ nước đấy vì em mình làm canh mà. Thôi chỉ cho ngấm xuống tí. Thế thôi, nó cũng chắc nó ngấm đấy. Cho thử cho đũa cắm vào cái này thử dùng. Em thơm thì ở bên rửa bát anh em nhá. Bên nội trợ. Không xuống được nữa rồi nhỉ. Ừ. Ok. Trời ơi. À. Hơi ho tí anh em ạ. Cho một tí cũng được, chứ không đừng có dùng sâu quá, tí mình còn rút đấy. Rồi, thế thôi. Thử coi. Ui dồi ôi. Không phu đâu. Ui dồi. Hay là nhiều nước quá, bỏ ít nước đi nhỉ. Sợ tí nó ấy này. Không thấy được rồi. Không chín rồi mà, không vào đâu. Không vào đâu. Em đi cho lên đi. Rồi. Cũng ra gì mà lại nọ phết đấy. Còn nhiều nước rồi, thì chúng ta để nó cháy nồi nữa. Luôn cả ngày. Ok nhanh. Đây nhanh. Ôi. Nước cốt ra ầm ầm. Nước này không biết là anh em có dùng làm nước canh không đây. Ba. Rồi. Ui. Cái này làm canh đi. Anh em cho muối mình chính vào. Mình phải bỏ nước ra. Đấy. Trời ơi. Pịa anh em ạ, pịa ra hết đây rồi. Phước à? Không, làm gì lượt nữa. Không chín được đâu, không sống đâu. Hay là lấy một bát làm nước canh. Nóng anh em ạ. Ui dồi, tiết, như kiểu tiết ra nhỉ. Lên đi. Chỉ quá. Ừ. Buộc được cành kìa, ui kìa. Quách. Lẹo pít. Mắn phưới quá. Sao, mắn gìn có đi nè. Mắn hòn phào, hay hò phào. Ôi, mưa nó phải sắt. Ôi, dây. Mắn hòn. Được rồi, ui dù.
như rồi anh em ạ. Lại làm cánh hoa tiếp à anh em. Cánh hoa cho anh em. Đấy. Cánh ra, sáu cánh ra. Anh em mình cứ cho cánh thoải mái ra đi. Đấy, đấy. Cái uế dụ uế này. Rồi mời anh em nhá. Đấy. Thử mới mì. Đấy. Ôi ôi. Cánh hoa mùa thu. À, sao nó lại đỏ đỏ ôi nhỉ? Rồi, ôi. Tiết ra đúng không? Ừ. Ui giời ôi. Ngay hệ ún. Mình đang làm ngay hạnh. Của bà nằm lành dữ quá bà đi. Đi đây xuống. Chợt chín. Đi chơm cái đây. Chơm là phai quá mức. Hôm nay như thế nào? Tạc khéo lùa đi chào bếp tuần. Đéo phủ đéo mừng. Mà nằm ế nè. Rồi hấp để cho vào cả cái nồi này lại. Cho cả cái nồi này nước lại. Cho vào nồi này dưới này này. Đi xuống trên. Hay là hấp lên. Ông nằm phôn ốc mi nằm vừa 19 trên này. Bao lắm trên đây. Cao anh cao anh bức kinh này này. Chạy đèn kia. Anh em hiếu hưởng hết cơm. Thôi cái đấy. Nấu lại đi. Nhưng nó hấp xong là xào. Em mình lấy thịt ra không đi. Lấy thịt ra cái quả bí nó chín rồi. Cái gì? Cái làm một quả ha. Thôi anh em làm với người một quả đi, anh thích ăn này. Làm đi. Trắng miệng đi. Thử mấy mì xem là bác khách như thế nào đây. Để tái quá. Anh em thử mấy mì nhá. Ôi mời anh em đi. Ờ mời đi. Em thơm lên đi. Tái đi. Mời anh em nhá. Thơm thời gian này nó ngon mà. Không dám ăn thì em thơm thời gian này. Mình thì cứ vinh làm đi. Mình thì đang bụng dạ không phương tốt. Phương Phước anh ạ. Ô Phước à. Thử mấy mì nhá. Mời tất cả anh em nhá. Anh em tươi tái. Ôi. Không biết làm sao run thế. Chắc là quen được rồi. Tôi run. À chú Vĩnh vẫn ăn à? Ăn sạch nó thôi. Ăn sách để đi học đúng không? Đúng rồi. Đấy, ăn đây đi. Rồi ăn luôn đi. Gan nó vậy. Thịt sống anh em mình còn ăn được. Ăn luôn. Sợ quái. Thế này. Ăn luôn đi. Anh em lên. Đưa đây bác anh đưa đây. Thôi bỏ ra để xào lại để cho vào đây. Thử chín thật đấy chứ. Chín thì ăn sống là ăn sống hẳn đúng không? Ăn gan nó cho anh ạ. Ăn gan tái. Cái này nửa chín nửa sống. Nửa chín nửa sống thì nếu mà nướng thì được. Sao đau bụng thôi. Còn làm kiểu này thì khó ăn đúng không? Nếu mà nướng thì lại được nha, nướng nóng ấy. Này chỉ để 15 phút nữa là ok rồi. Không, tí bác Bính lên không. Xào thì nó chỉ hơi nóng lên một tí thì mang xuống luôn thôi. Ừ, lại đổ vào lại. Ừ. Vì quả bí này chín rồi đúng không? Ừ. Cho chú anh đi. Ăn không? Không, cho chín mà. À, thế à, sợ thế nhỉ. Ôi, gan nó sống rồi. Rồi. Mẹ quay đây, hết đây. Gan thì chín rồi nhỉ. Gan này sao chín nhanh thế nhỉ? Đây, cái này cũng chín rồi này. Chú anh này, sống gì đâu. Cái nào bên dưới. Mẹ mãi Bính củ của cho anh trông. Đây, anh nắp nó đi. Chưa đến mồm đâu. Đây anh em, ăn nắp quan tài đi. Thế cho bỏ luôn đấy. Nắp quan tài thì món ngon này. Ngươi bảo là thế đúng không? Ví xanh với cả ớt tí cho nó lọt mồm đi đây này. Cái này là ví xanh đồng cỏ à? Mình vét đáy thấy này. Ngon và ngợi lắm anh em ạ. Thế mà thịt nó chỉ trong nó có chín tái nhỉ? Món này thất bại so với món ăn cho mấy lần trước nhỉ? Lần trước anh em mình làm cái đang nghe lợn kia là như luôn. Đang nghe anh em mình ăn được cái tầm này nhỉ? Chín rồi nha, bây giờ thì chín hẳn rồi. Anh em à, mình luộc lâu như thế mà nó không chín được chứ. Nó như quả rồi nhỉ? Này, chú anh. Lâu lắm mới không được ăn mật đúng không? Rồi ok, tí ăn. Mật ngọt, chết ruồi. Chết ruồi đúng không? Mật dìm. Anh em mình ăn cả dây nè. Liếm đi. Anh em bây giờ cho vào tay từng người lấy lưỡi liếm cái này. Trời. Nóng thế này là đi đấy. Lướt luôn. Phồng luôn. Phù mỏ đi luôn. Ok. Thôi. Xong. Mời anh em nhé. Cho anh lên trước đi. Nào, cho anh lên trước đi. Này anh em mình review. Anh em mình review cho anh quả ăn gan này đi. Lấy view nào anh em ơi. Cần ghém cái này không? Ghém gì? Anh em đẩy view cho anh đi. Bú. Đâu? Thế à? Đây, cắt cơn TV nha anh em nhá. Lên thì tất cả anh em nhá. Đây, cắt cơn TV sẽ chơi cái món mật dê. Đây, mật dê. Mời tất cả anh em nhá. Đen. Tiền nhá. Mời tất cả anh em nhá. Mời cắt cơn TV đi. Làm với em món mà mật. Rồi. Mời tất cả anh em. Đen. Đắng không? Đắng không? Không muốn quả nào đắng. Dê này mà còn không bia đâu? Bia. Bia vào.
đẩy vào tí. Ngon anh em ạ. Sợ nhỉ. Ngon. Anh em chiến đi. Mới. Mới đi. Mới nhá. Rồi. Ôi giời. Quăng ngợi. Bực ngáo hả? Rồi. Ngon nấc. Anh em lên lên đi. Thôi mời anh em đi. Mời đi. Đáng A không? Đáng là đáng đấy nhỉ? Mời anh em lên. Ôi, món ngợi của anh em. Pịa nó chẳng biết đi đâu hết nhỉ? Thấy đắng gì? Nó ngớ ngờ. Bắt hôm nay nhỉ? Ít pịa quá. Pịa nó hơi mỏng. Cái này gọi là lòng thôi nhỉ? Lòng. Thế đây anh em đi đi. Mời anh em nhá. Xô. Xuống. Rồi bà Bắc Vĩnh chơi quả dài ác thế. Làm rồi nhé. Dài nó có anh nó nó mới chốt đúng không? Anh em nhá. Dài rồi. Rồi không? Ớt tỏi vào anh em ạ. Cái miếng bé đúng không? Ừ. Ừ. Đây. Okay, món lòng dê hấp bí. Ừ. Diễn em lòng dê. Dê bí xanh. Hấp bí. Chưa anh em chơi bí đỏ. Đúng rồi. Em đâu ạ? Đúng rồi. Hôm nào chơi bí vàng. Ừ. Quá ngợi. Hôm nào chơi cả bí bon nữa. Ừ. Mình chơi gà với người mình quả. Ừ. Ai thích nấu phong cách thì nấu nhưng mà nấu trong bí. À. Đúng rồi. Được. Om bí à? Ừ, mình sẽ chơi kiểu dán trong ví. Ừ. Nhưng mà ví bây giờ ở khu mình ấy sao nó quả quả nhỏ nhỉ? Quả bé như kiểu như ngày xưa nhỉ, không bình nhỉ. Ví bây giờ toàn là quả bí. Bằng này thôi. Bí lai. Ừ. Nó ngọt thôi. Bây giờ bí. Nó lai phải to chứ. Nhỏ nhưng mà nó bự ấy, bí bây giờ ấy. Nó ngọt. Thơm nhỉ. Bí to kia để cho lợn ăn. Thơm cũng là nó thơm thật nhưng mà kiểu nó có thơm già đấy. Đúng rồi. Hôm qua thì xong tối luôn đấy. Ừ đúng rồi. Nhưng mà không thơm thì tối rồi đúng không? Quá ngợi, em thơm ạ. Đúng rồi. Lên đi, cắt cân TV lên đi. Ừ. Quá ngợi em thơm ạ. Trên tuyệt vời anh ạ, lò to vào đấy. Ôi giời. To lò bé anh em. Ngửi lắm rồi. Mình sẽ bắt đầu cắt thịt cho các hoa ra nhá. Mời anh em lên đi. Đấy, rồi. Mời anh em. Chiến. Phải đến bí. Đấy, ôi giời ơi. Bắt đúa rồi hết. Rồi. Đấy, lấy hết đi. Đấy. Đấy. Anh em bỏ ra em thơm ạ. Chỉ ở ăn. Ừ, ăn ngon hết ăn bí này. Bí thơm cái này thì mời anh em ăn bí nhá. Đào một đỏ luôn em thơm ạ. Ủa, thơm á. Nó quả bí hơn thật. Bí này. Là bí hòm. Quả là bí hơn. Mời anh em nhá. Mời làm cả vỏ nó đi. Bác anh bảo cái gì? Bí hơn. Bí lâu ăn. Bí lâu ấy. Anh em mình muốn một miếng rồi thì mình thì nó miếng luôn đi thôi. Một miếng luôn. Thôi mời anh em nhá. Ăn cả vỏ nha thêm à. Không được chứ. Vỏ nó cứng. Cứng lắm. Ừ. Đúng ạ. Cứng gì? Mời anh em nhá. Cứng à? Cứng. Thế răng để làm gì? Nhai đi đúng không? Răng á thì để mài thôi. Răng là chắc là để làm lẹt thôi. Mài làm gì? Ghém đi. Ghém lòng vào đi, bí này. Đúng hả? Ăn quả bí vào nhìn thấy bầu trời xanh sao ra ngay. Ừ. Thì vừa đấy tối lắm à? Ừ, đấy tối mịt mù lắm. Bê lên đi. Bác nhắm mắt con. Lăng lái thì thơ đi. Lai lãng. Đài lãng. Lên bác anh. Ăn quả bí vào. Ừ. Nó biết thơ ca ra ngay. Mời em. Úi dồi. Siêu ngợi anh em ạ. Thôi Vinh bia vào lên đi. Đủ rồi. Chiều lên phố à? Đủ rồi. Anh em mình đấy thìa giết đi. Có người rửa bát rồi mà. Ừ. Ăn đi. Chuẩn. Ngon. Em có bí là ngon thật. Để mà rửa bát nhàn người chứ em thơm để nói nhàn, đúng không? Nhàn không ấy. Bí bí một lúc vừa xong. Nhàn thì nó nhàn mà. Khô khoa bác nhé. Làm cái khác biệt chứ luôn. Em thơm cả trước hết. Rửa bát là chỉ ngồi một chỗ thôi. Được rồi. Bị ở dưới nha. Nếu mà rửa bát có ăn thì rửa bát nước biển nó dưới. Nói chuyện anh em đi lên rào có rúi cho vòng này ăn đi. Được rồi, tuyệt vời. Hấp rúi trong này à? Được đấy nhỉ. Ngày hay á. Hấp rúi trong bí. Bảo à, bảo à, cái gì bạn của Thơm ấy. Bảo mang rúi thì anh ấy chưa thấy gì nhỉ. Chưa nói gì à? Thế hôm nào anh em mình đi đi thỏ, đi săn thỏ rừng. Cho thỏ vào đấy nhỉ, con thỏ vào được nhỉ. Đâu rồi, không có, đâu rồi anh em không ăn con thỏ là phải to đấy, quả to như hôm nọ mới được. Đúng rồi. Anh em mình nhận cho anh ạ, cứ lên rừng rồi kiếm được mồi thì anh em mình nấu cho nó hết đi. Chuẩn. Một hôm anh em mình đi đào dế mèn với bắt cào cào các thứ tổng hợp Việt Nam. Ờ.
Không nhưng mà ơi đi tối tối anh em đi bắt con cào cào nhiều lắm rồi ấy. Nhiều à? Nhưng mà cỏ voi đi vào cào có cào mà. Cào cào ma gì? Có nhiều mà. Chú nó điếm nhiều lắm. Chú biết chú ơi gì? Ừ. Chú cắt lòng bắt khánh ấy. Ô nhiều lắm. Chú sàn treo vào rồi đi. Ừ. Mai bắt rồi đi. Cùng mình rồi đi. Ừ. Ok. Đánh xong rồi. Khắc tên mấy rồi. Thế thì gọi điện là gọi điện cho con sạc pin thôi. Tối đi. Lâu rồi anh em mình không đi soi đêm nhỉ. Đi đi. Thôi đi đi. Ừ, ngủ sớm chẳng giải quyết được việc gì đúng không? Bác Bính nghèo không? Thôi đi đi. Ăn xuống hết bác Khánh. Đi chơi. Nhà mới gọi anh rồi đúng không? Đi chơi thì mình người không hay đúng không? Chơi thì không giải quyết được gì. Chơi đó mình người. Chú anh ạ. Bất lốc ạ. Chú cắt cơn tivi ạ. Chú ít đi chơi thôi, ban đêm ấy. Chú chịu khó ngủ ấy. Chú phụ sắc lắm rồi đúng không? Đi nhiều chú sẽ gặp ma đấy. Chú gầy lắm đấy. Đã gầy từ ngày xưa rồi. Xưa gì? Có bao giờ béo đâu. Ờ, có bao giờ béo đâu. Không phải ngày xưa. Cơn có xuống đâu. Khác như thế này thôi. Cơn vẫn 63, 64 cân. Vẫn thon đúng không? Chú anh lên béo mặt tròn như bánh gato trộn đất đấy. Cái kia là phú anh. Béo anh à? Ừ, béo anh rồi. Không lại nói bảo mặt như mặt lợn đấy đúng không? Chú anh bảo thế mà. Ăn vào mặt hai má như mặt ăn lợn này em. Chú bảo thế à? Chú anh hay bảo thế mà. Chú tiêm thuốc mà. Đây đây, đây phủ nước mà. Phủ nước mà mình đi mua thuốc 20.000 một phát xuống hết. Đi tiêm mà đúng không? Phủ nước á? Phủ nước mà. Thế chú uống nước à? Ừ. Thế nào? Chú bỏ nước đi đúng không? Tiêm nước à, để đi tiêm nước. Mình đi đi uống thuốc kia vào thì đêm bị ác. Mình không dậy được thì trong gian 20 gần nhà, gần giường ấy. Bên bia. Ngon. Đồ ăn là cái kiểu trước là tích nước ấy đúng không? Ừ, tích nước mà, béo phù ấy. Tích nước. Béo phù, ngoài ra còn gọi là béo bệnh. Đúng không? Rồi. Đấy. Ăn hết đi. Ăn như bắt rối, ăn dưa hấu ấy. Ăn đi bác Bính, ăn nhiều vào thì nó béo bệnh lên. Không cho béo là mình giữ dáng ác. Càng nhà bác Bính lắc tay lắc càng tê thành niên. Của anh Hà coi ok con dưa cho đúng không? Tặng đúng không? Tặng nào, hôm nay quen cầm tay trái thế. Nhưng mà bây giờ ấy. Quà của anh Hà. Anh Hà là ăn. Bảo anh Hà, bảo Hà và mai kia lên cho anh em mình mà. Trước ngày 2/9 làm một vùng nữa vào đây mà. Thằng đấy anh em tặng cái leo. Bây giờ chú Vĩnh mà cân lên á, chắc chắn là kim đồng hồ sẽ nghiêng về tay trái của chú ngay. Đúng không? Trước kia bác biết làm như thế à? Chắc là thế. Đấy, xem tay của chú biết ngay mà. Cảm giác chú đấy, anh em cân lên có mỏi cổ không? Mỏi lắm. Mỏi lắm. Như chú anh ấy. Xích to như thế chắc là cổ gần đứt. Gãy cổ đấy chú anh ạ. Cái kia nó mỏng thôi mà, chờ tập chơi. Tập chơi nó như thế rồi, nếu mà chú chơi thật thì chắc là bằng cổ tay ấy nhỉ. Cái này nó kiểu nó làm vía đấy mà. Thế chú chơi như kiểu đây là quả quả luôn đi. Ăn thơm ạ. Rồi lắm. Sướng nhà anh em mình ăn. Ngon lắm em thơm ạ. Ăn cái này sướng này. Nó sướng chứ. Có ai nể gì nhỉ? Nể gì? Sướng à? Nếu mà anh em mình làm ai mà nể nữa thì thôi, ngồi đằng sau. Mâm sau vậy. Ra sau ngồi. Bác ăn bắt nể đấy. Ăn mà nể đấy. Nể thì chỉ ở được với em Nang thôi. Nang đi. Đó, bác Bính nhờ. Cũng nhờ. Ăn gì cho anh em mỗi người miếng rồi cứ chịu vào thôi. Ăn cho nó trùng xuống chứ. Nhìn đi. Chú mà không ăn nữa. Chú cuộc đời của chú đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ý là cái cuộc đời thanh xuân đấy. Cuộc đời mình đã sinh ra ăn ngủ nghỉ và gì? Anh em. Ừ, và chơi. Đúng bài cho anh này. Làm nữa chứ. Làm nữa chứ. Không làm nữa thì lấy thời gian đâu mà ăn. Có đâu gì thì mang đồ mà ăn đúng không? Không làm mà chú đòi qua ăn á. Đúng rồi. Số. Làm ăn thì có chơi. Ăn thơm nhà đâu? Chơi phải làm. Đúng. Làm mới có ăn chứ. Không mới chơi được chứ. Buổi sáng bà bác Vinh bảo ấy, chúng mày có làm ăn gì không hay chúng mày ngủ cả lời chúng mày bảo thế. Thế chú chạy ra luôn không? Ôi, thế bác Vinh chạy ra không ra thì nó ổn nhà lắm. Con đấy à? Con bim bim à? Hôm nay lại thấy à? Không thấy, dính lắm, vừa buổi sáng. Tại cái lưới rách của chú không ăn rồi. Xong rồi bị rất to. Đúng rồi, cái lưới kia nó nhỏ nhỉ. Lưới nhỏ nó không vào được.
nó bảo phát phá lưới luôn. Ừ. Phá hết lưới của anh em này cho anh nhỉ. Phá lưới không còn được, không phá cả nòng. Nó cái chạy biên đấy. Con nòng nó đột biên mà. Kiểu máy móc ăn nhỉ, mà thấy nhỉ. Ngon này nhỉ. Một máy thôi. Nhưng mà nó nhiều bánh răng. Tiếp cho bác. Bây giờ là anh em mình xin phép để kết thúc video của anh em tại đây các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video anh em nhá. Anh em nhá. Good night, see you again. Lên anh em. Tỏi lên đây, bác Khánh ơi. Đá mỏ cho anh em.